UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày hội đờn ca tài tử lần 1 năm 2014. Ngày hội thu hút hơn 20 câu lạc bộ đờn ca tài tử các tỉnh Nam Bộ, các quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cùng tham gia. Với nhiều hoạt động thú vị, ý nghĩa như triển lãm các hình ảnh tư liệu, nhạc cụ, sách báo về đờn ca tài tử, hội thi trang trí không gian đờn ca tài tử, thi biểu diễn giao lưu với nghệ nhân dân gian đờn ca tài tử, thi trò chơi nghe nhạc đoán bài bản cổ. Ngày hội đã tạo sân chơi cho các câu lạc bộ đờn ca tài tử, các nghệ nhân, nhạc sĩ, các câu lạc bộ đờn ca tài tử ở quận 8 và các địa phương có dịp hội tụ để giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Ngày hội đờn ca tài tử lần 1 năm 2014 là hoạt động ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh phong trào đờn ca tài tử ở quận 8 nói riêng và thành phố nói chung ngày càng phát triển.